Để đáp ứng nhu cầu của quý bà con, hiện tại nhà vườn bên em đã nhập về số lượng lớn cây trà lạ Ba Hy trái vàng từ vùng đất Uae ha, với số lượng lớn và có rất là nhiều kích thước size để cho quý anh chị lựa chọn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh. Cây trà lạ này bên em có kích thước từ gốc cho đến lá là khoảng từ 4 cho đến 5 mét và kích thước lóng là từ 1 mét rưỡi cho đến 2 mét nha quý anh chị. Ngoài ra thì bầu đất và rễ hiện tại đang rất là ổn định và chắc chắn. Thân cây thì rất là to nè và mập, cũng như là rất là cứng cáp ha. Đặc biệt một cái là tất cả những dòng cây trà lạ bên nhà vườn của em là đều đang cho trái. Một cây như vậy là cho năng suất trái một buồng là từ khoảng 10 đến 15 kg. Và khi mà anh chị mình ăn cái dòng trà lạ này mình sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh, giòn, hạt nhỏ và rất là dày cơm. Ngoài ra thì còn rất là giàu chất dinh dưỡng nha quý anh chị. Với kích thước cây to như thế này mình rất là phù hợp trồng trong khuôn viên sân vườn, khu biệt thự và các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra cây rất là phù hợp với khí hậu ba miền Bắc Trung Nam của mình. Đối với dòng cây kích thước to như thế này thì mình vừa có thể ăn trái, mình cũng có thể vừa làm cảnh quan nha quý bà con cô bác. Và từ khi cái lô trà lạ này về bên nhà vườn của em thì có rất là nhiều quý anh chị thắc mắc với kích thước cây to như thế này thì mình vận chuyển như thế nào và mình hình thức thanh toán ra sao. Với hình thức vận chuyển thì bên nhà vườn Khánh Võ bên tụi em là sẽ có những dòng xe chuyên dụng để mình cẩu cây nè, và các loại xe tải lớn để mình vận chuyển cây an toàn đến tay quý khách hàng trên mọi miền tỉnh thành ha. Song song với đó, bên nhà vườn của em còn có đội ngũ kỹ thuật sẽ đồng hành cùng quý anh chị trong quá trình mình trồng cây. Còn về vấn đề mà mình chuyển khoản như thế nào thì khi quý anh chị mua cây chỉ cần mình cọc một khoản tiền rất là nhỏ so với giá trị của cây thôi là bên em sẽ vận chuyển đến tay quý khách hàng luôn. Sau đó quý khách hàng có thể kiểm tra cũng như là mình thanh toán khoản còn lại. Thì mọi thông tin thắc mắc quý anh chị có thể là liên hệ bên em qua số hotline hoặc là đến trực tiếp tại vườn để bên em hỗ trợ cũng như là tư vấn cho mình kỹ hơn về dòng cây trà lạ này nha. Hotline 0962347777, địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.